Chào quý vị và các bạn. Theo xu hướng hiện tại của người học và chơi piano hiện nay, thì đặc biệt là các bạn giới trẻ, việc học được trở nên chủ động hơn, không theo phong cách cũ nữa. Phong cách cũ là chúng ta chỉ học, chỉ dạy tận tay, trả bài thuộc lòng, hoặc là học sao biết vậy và ít có khả năng sáng tạo. Và người chơi nhạc cũng chơi đa dạng tác phẩm, bài phối, và đặc biệt là những bài phối của saxo, keyboard, guitar trên piano. Và họ còn có nhu cầu không chỉ là semi classic hay classic cổ điển, mà còn chơi theo những nhạc pop, ballad, nhạc trẻ hiện nay, và đặc biệt là những bài hit, bài trend. Hơn thế nữa, mong muốn tự do thỏa sức sáng tạo trên piano đang là nhu cầu cấp thiết. Và chính vì điều đó nên chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một sản phẩm piano điện đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các bạn trẻ hiện nay, đó là Roland RP-102. Và bây giờ chúng ta hãy coi âm thanh của nó như thế nào nhé. Với Roland RP-102 thì sẽ có tích hợp với âm thanh Supernatural. Với cách lấy mẫu thông minh của hãng Roland, Roland đã lấy mẫu từng âm của cây đàn hay nhất trên thế giới để gửi vô từng phím đàn trên Roland RP-102. Nên chính vì điều đó, âm thanh của chúng ta sẽ được tự nhiên hơn và cảm tưởng như chúng ta đang chơi trên một cây piano cơ vậy. Và đây là biểu đồ của những cây đàn thông thường. Các bạn hãy nghe nhé. Và còn đây là biểu đồ biểu hiện âm thanh tự nhiên của Roland RP-102. Vâng, chúng ta đã nghe thấy đó, âm thanh của Roland RP-102 biểu diễn rất rõ ràng, từ nhỏ hoặc lớn thì những âm sắc khác nhau và rất mềm mại. Và quý vị hãy xem, đây là máy đo sóng âm của những cái đàn thông thường, thì đây là sóng âm chỉ theo một hình thôi và chỉ lớn nhỏ thôi nhé. Và bây giờ chúng ta hãy xem qua Roland RP-102, đây là sóng âm của RP-102, nó theo nhiều hình khác nhau, đó là âm thanh tự nhiên đấy các bạn. Và bây giờ chúng ta hãy xem bàn phím của Roland RP-102 nào. Với công nghệ FA4 và Escapement Ivory Field. Vâng, và bằng cách nào thế mà Roland đã tạo ra được bàn phím cơ trên Roland RP-102 này? Đó là công nghệ Ivory Field. Đó là công nghệ bàn phím dạng ngà voi, giúp chúng ta không bị rít khi chạy ngón cực nhanh. Và Escapement sẽ giúp chúng ta có được cảm giác phím nhiều hơn và không bị bỏ lỡ một nốt nào trên bản nhạc. Và khi chúng ta nhấn xuống thì nó bật lên rất nhanh và không bật lên bật xuống nhiều lần nhé. Tiếp theo nào, chúng ta hãy để ý đến thiết kế của Roland RP-102 nhé. Roland RP-102 thiết kế với dạng cổ điển sang trọng thì chắc chắn sẽ phù hợp với căn phòng của chúng ta. Và nó có nắp đậy nữa để bảo vệ ngón tay của chúng ta và tránh bụi bẩn nhé. Và bây giờ chúng ta hãy nói đến chức năng quan trọng nhất và hữu ích nhất cho các bạn trẻ hiện nay, đó là chức năng Bluetooth 4.0. Kết nối không dây với smartphone của các bạn đấy, để chúng ta kết nối với các app để chúng ta học tập, điều khiển đàn hoặc làm sequencer. Và app đầu tiên mình muốn giới thiệu đến các bạn đó là Roland Piano Partner 2, do Roland cung cấp miễn phí cho các bạn đấy. Đây là phần mềm để chúng ta học bản nhạc trên đàn Roland với sheet nhạc có sẵn nè, và với những bản nhạc mà chúng ta có thể điều khiển bằng pedal. Và đặc biệt nữa là có điệu đệm. Vâng, chúng ta có đầy đủ các điệu đệm. Thêm nữa là phần thẩm âm để giúp tai của chúng ta nghe nhạy bén hơn nhé. Và đây là Piano Designer của Roland. Đây là app để chúng ta chỉnh sửa một tiếng piano riêng biệt của chúng ta yêu thích nhất, hoặc là các bạn có thể được trải nghiệm những tiếng piano cao cấp, thí dụ GP609, GP607, LX708. Wow, các piano đã rất mắc tiền đấy các bạn. Và đây là những dịp để chúng ta được trải nghiệm những piano cao cấp như vậy. Và ngoài ra chúng ta có thể kết nối các app dễ thương cho các bé học tập, thí dụ Metro Piano, hoặc là các chương trình để chúng ta làm producer. Và bây giờ chúng ta sẽ đúc kết lại những lợi ích khi chúng ta mua sản phẩm RP-102. Công nghệ âm thanh nổi tiếng Supernatural Piano của Roland được tích hợp như là một sự hưởng của những cái đàn Grand Piano mất tên. Công nghệ bàn phím đầm bảy trọng lực FA4, bề mặt bàn phím nhắm theo kiểu ngà voi, Ivory Field và trợ lực Escapement giúp nâng cao khả năng cảm giác phím và kỹ thuật ngón điêu luyện.
sang trọng mang đậm tính truyền thống trang trí cho căn phòng thanh lịch, trang bị Barbie đan tiêu chuẩn giúp nâng cao đầy đủ các kỹ năng kết hợp khi chơi piano. Công nghệ Bluetooth không dây kết nối với máy tính bảng điện thoại để khai thác các phần mềm âm nhạc hỗ trợ việc học và chơi piano trở nên thích thú hơn. Ứng dụng Piano Partner 2 giúp người học piano có cơ hội làm quen với phương pháp và giáo trình quốc tế, kiên trì luyện tập và nhanh chóng phát huy khả năng chơi piano. Ngoài ra, ứng dụng Piano Partner 2 còn hỗ trợ điệu đệm các bài thị tấu, các bài luyện ngón và cả nhật ký học tập khi khởi động chức năng này. Và tiếp theo nào, ứng dụng Piano Designer cho phép người chơi piano có quyền trải nghiệm tất cả các model cao cấp giá trị hàng trăm triệu đô la mà không phải trả thêm khoản phí nào và có thể tự thiết kế riêng cho mình một tiếng piano ưng ý. Và còn chơi gì nữa, hãy sở hữu ngay sản phẩm Đồ Lăng RP102 với chức năng học tập đầy đủ và biểu diễn, và các bạn có thể thỏa sức sáng tạo trên các app âm nhạc với công nghệ Bluetooth không dây 4.0.